Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2023, quận Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên quận Đống Đa phối hợp với Công an quận Đống Đa đã phát động ngày hội Xuân Hồng với khẩu hiệu nối vòng tay tình nguyện, hiến giọt máu yêu thương. Theo đó, sáng mùng 9 tháng 3, đoàn viên thanh niên quận Đống Đa đã cùng tham gia ngày hội hiến máu tại trụ sở Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội quận Đống Đa. Đây là hoạt động thiết thực khởi động tháng thanh niên năm 2023, chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 1931 đến ngày 26 tháng 3 năm 2023. Việc này cũng nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên vì cộng đồng. Lần đầu tiên tham gia hiến máu, bạn Đinh Hương Ly cho biết. Dạ, đây là lần đầu tiên em hiến. Theo em thì bất kỳ chương trình hiến máu nào đều mang một mục đích chung, đấy là có thể giúp cho những người bệnh có thêm cơ hội sống và đồng thời là cũng lan tỏa những cái điều tích cực đến cho mọi người ạ. Và cũng là một lời động viên mọi người là hãy tham gia hiến máu và làm những điều tốt. Hôm nay em được hiến 350 ml ạ. Trong những năm qua, đoàn viên thanh niên quận Đống Đa đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Phong trào này đã góp phần giáo dục truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, qua đó nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên và người lao động trong toàn quận về hoạt động hiến máu tình nguyện, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, chung tay đảm bảo lượng máu đáp ứng yêu cầu trong cấp cứu và điều trị bệnh. Hiến máu nhân đạo là một hoạt động mang cái giá trị nhân văn sâu sắc và nhận thức được cái tầm quan trọng của cái việc hiến máu cũng như là việc giáo dục cho các thế hệ đoàn viên thanh niên của quận Đống Đa. Trong thời gian vừa qua thì quận đoàn Đống Đa thường xuyên tổ chức các cái đợt hiến máu tình nguyện nhằm chia sẻ với cộng đồng với cái phương châm là nối vòng tay tình nguyện, hiến giọt máu yêu thương. Thì ban thường vụ quận Đống Đa triển khai hoạt động hiến máu nhân đạo trong tháng thanh niên năm 2023. Trong cái buổi phát động này thì chúng tôi cũng mong rằng là các bạn đoàn viên thanh niên sẽ thể hiện được cái tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ và góp phần cống hiến và chia sẻ với rất là nhiều những bệnh nhân mà đang thiếu máu trong thời gian này. Tại chương trình, cán bộ, đoàn viên thanh niên các đơn vị trực thuộc quận Đống Đa, mỗi người sẽ hiến từ 250ml đến 450ml máu, tùy thể trạng, góp phần đáng kể vào ngân hàng máu của bệnh viện, phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.